chị Thuận, chị khỏe không? Khỏe em. Rồi, giới thiệu mọi người, đây là An, khách hàng thân thiết. Hai mọi người. Dạ, chào chị. Đây cũng là lần đầu tiên em được gặp chị. Dạ, vậy thì chị có thể giới thiệu chút chút về mình được không? Chị là hoa hậu phu nhân của Florida. Nhân dịp về thăm Tết và thăm gia đình và mọi người, chị ghé ngang shop của chị Thuận để nhờ chị tư vấn cho một vài mẫu du xuân. Dạ. Chị Thuận rất là nhiệt tình và ở đây có nhiều mẫu để chị rất là ưng ý. Dạ. Nên chị rất là tới đây thường xuyên. Khi nào chị có dịp về chị cũng ghé qua thăm chị để lựa vài mẫu đêm mai về bên đó chị mà. Dạ, có thể thấy là chị thường xuyên ghé cửa hàng phải không ạ? Vậy thì chị ơi, nếu mà chị ghé cửa hàng thì chị sẽ chọn những vải như thế nào để mình may sang bên đó chị ha? Chị thường đa số chị chọn những cái mẫu vải về cái cổ truyền, truyền thống giống như cổ điển để tôn vinh cái linh hồn của cái áo dài của người phụ nữ ở Việt Nam. Dạ, và chị ơi, em hỏi chị chút chút nữa thôi, thì chị thấy mặc áo dài nó có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ nữ Việt Nam ạ? Nó có rất là nhiều ý nghĩa. Khi mà mình mặc áo dài lên đó là mình thấy cái người phụ nữ mình, là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình nó hiện lên trên cái áo dài. Với lại người phụ nữ Việt Nam mình á, đi bất cứ nơi đâu chứ áo dài cũng là cái đặc trưng mà không thể nào xen lẫn vô của những nước khác. Cho nên cái điều đó là cái điều mà chị tự hào về cái áo dài. Chị mặc áo dài đi khắp nơi là đó là điều tự hào của chị. Dạ, và em thấy ở cửa hàng Thuận Hương có rất là nhiều mẫu mã đặc trưng và cao cấp. Thì ngay bây giờ xin được mời chị sẽ cùng lựa tiếp với chị Thuận ạ. Dạ. Nhờ chị Thuận tư vấn cho em nhiều mẫu. Những mẫu này là năm nay An sẽ mặc tớt nè. Dạ. Em sẽ mặc tớt nha An, tức là em có sẽ đi với lại quần màu đỏ hoặc là quần màu vàng. Cái tên vải này là vải gì chị? Cái này gọi là gấm lũa em. Cái này mình mặc được tớt thì mình đi chơi rồi vẫn mặc được. Dạ. Nếu như cái vải gấm này thì nó sẽ khác so với cái vải lụa chị ha, thì cái này tầm giá bao nhiêu? Cái này thì rẻ thôi em, cái này sắp vải này thì giá nó chỉ có 350 nghìn thôi. Dạ. Ở đây thì cũng đều, tất cả đều mua áo thì được tặng quần. Lúc mà ướm lên người thì có vẻ rất là sáng và tươi. Dạ. Hợp để đi du xuân. Dạ. Cái này cũng là hàng mà để mặc Tết luôn, du xuân mặc cái này cũng đẹp lắm. Cái này cũng giá nó bình dân thôi, cũng chỉ có 350 nghìn thôi. Đều là vải cái này là lụa mịn em, cái này có độ co giãn. Mình giặt máy có được không chị? Mát. Cái này nếu mà giặt máy thì em phải bỏ vào bên bao bảo vệ để mình không có bị hư ấy. Có vẻ như là mọi loại vải nó không bị kén da chị ha. Dạ. Rất là đẹp. Còn chỗ nào nữa không? Cái này là hàng của Thái Tuấn, cũng là cái dòng lụa luôn, nhưng mà cái dòng này thì dòng Thái Tuấn. Đây, cái này thì của chị ướm thử nha. Công ty Thái Tuấn luôn. Cái hoa văn này là làm cái này hoa văn này nhẹ nhàng, ví dụ mọi người khách có thể đi với lại quần dịch trắng hoặc là đi với lại quần màu đồng. Cái này thì có giá là 600. Dạ. Mua áo thì đều được tặng quần. Còn ở đây thì chỉ có những cái dòng này là dòng hàng thiết kế, nhìn rất là miễn là mình mua áo là mình sẽ được tặng quần. Đúng rồi, còn đây là những cái dòng hàng cao cấp như hàng này thì ở đây chỉ có giá là 2,7 triệu. Đây, những cái màu dòng này là dòng cao cấp. Với cái bộ này nếu mà buổi Tết thì mình có thể mặc đi chùa được và đi chụp hình được đúng không chị? Em, cái này mình có thể mặc đi tiệc, làm xui đều được luôn. Tại vì ở đây chị phải vẽ tay thủ công, xong rồi chị sẽ đính đá lên. Nếu mà kỳ công như vậy thì làm một chiếc vải như vậy là hết bao nhiêu chị? 2,7 triệu em. Dạ, thời gian mình làm trong bao lâu? Cái này thường là khoảng 2 tuần. 2 tuần? 2 tuần thì có một. Nó có nhanh quá không chị? Khoảng 2 tuần là có một áo dài á. Ở đây chị có nhận may áo dài luôn, ví dụ như khách mà có nhu cầu á, có thể may trong ngày, còn không thì lại tầm 2 tuần là sẽ có. Wow, rất là nhanh gọn. Dạ, không ạ? Giá thì cũng trung bình từ 600, 800, rồi tùy chất liệu vải, có thể lên tới 1 triệu, 1,2 triệu, 1,5 triệu thiết kế, tùy. Nói chung là tùy, chị có ship qua bên nước ngoài luôn. Ship tầm một tuần là có ship. Ví dụ khách ở nước ngoài mà có nhu cầu á thì cứ order chị sẽ qua. Dạ. Rồi chị phải chọn cho một cái màu Tết đi. Rồi vậy thôi Tết em chọn cái này đi. Đúng rồi, màu Tết đi. Cái này đi An ơi, thầy Tết đẹp nha. Wow. Đó, cái này em mặc Tết rất là đẹp nè. Chị ướm vô giùm em.
Người ta thường nói là hàng giữ trên này dùng kỹ nha. Người ta thường nói Tết mà chọn màu đỏ và màu vàng thì nó sẽ là một năm tài lộc phải không ạ? Dạ. Chị có thích cái mẫu này không hay là mình kiếm cái mẫu nào màu đỏ hơn? Thêm một mẫu nữa, thêm một mẫu nữa, một mẫu nữa. Dạ. Mẫu vàng, nào màu vàng cũng rất là đẹp. Thiết kế tinh xảo nè. Cái này là mẫu hoa cúc, thường thì Tết thì mọi người chọn là giống như nó may mắn á. Dạ. Mà cái màu sắc thì nhìn nó cũng vui nữa, vui vẻ bắt mắt. Dạ. Và kết hợp trông nó có vẻ rất là hòa hợp chị ha. À đúng. Dạ. Màu vàng cũng không có bị quá sến như là mặt người. Dạ. À, mẫu này Trang đi quần hồng cũng đẹp lắm á. Ừ. Cái mẫu này thì trông nó vẻ tay dịu dàng hơn, nhẹ nhàng, dạ. Thanh lịch. Dạ. Mẫu này thì mình có thể đi nhà thờ, đi chùa hoặc là đi thăm họ hàng. Còn đúng là hoa đào cũng là biểu tượng của ngày Tết đó chị. Ba, dạ. May mắn. Có hoa cúc, hoa đào rồi mình còn loại hoa khác nào nữa không chị? Có nhiều lắm. Có nhiều luôn hả? Ở đây cửa hàng thì treo nguyên khu vực theo rồi bên này còn vẽ rồi là ở bên kia nữa. Dạ. Rất là nhiều. Chị ơi, bông này là bông gì chị? Bông cái này chị cũng hoa sĩ, họa sĩ giống như họ nghĩ gì vẽ mình cũng không biết nó là hoa gì nữa. Đẹp ha, dạ. nhìn nó hài hòa, dạ. Nhìn nó giống như là nó có một cái năng lượng sức sống á, dạ. Nhìn nó rất là nổi bật trong cái nền đỏ luôn á. Thôi mình lấy mẫu khác đi. Mẫu khác đi chị, đây, cái này cũng là màu đỏ luôn. Đây màu đỏ này là hoa đào nè. Nhưng mà nó chưa có Tết lắm. Không, cái này cũng mặc được Tết luôn. Đúng rồi, của chị là màu thôi sen, lớn tuổi quá. Sen, đây. Dạ, dạ, dạ. Tết luôn hả chị? Đúng rồi, cái này cũng mặc Tết nha. À, nhìn trông đơn giản nhưng mà nó có nhìn nó lịch sự ha. Nhìn nó có cái đẹp của thanh lịch sự của cái đơn giản mà hoa màu Tết. Hoa này là hoa gì chị? Cái đó là hoa sứ hả? Dạ. Chị nhìn thấy giống hoa sứ, có phải hoa sứ không? Cái này là mình nhiều họa sĩ vẽ lên đúng không? Đúng rồi, họa sĩ vẽ lên. Mỗi họa sĩ vẽ một mẫu riêng. Dạ. Thưa quý vị có thể thấy là cửa hàng của chị rất là nhiều mẫu mã và kiểu dạng khác nhau, rất là độc đáo và đặc biệt. Nên là quý vị nếu có nhu cầu may mặc áo dài thì chúng ta hãy ghé cửa hàng Thuận Hương nhé. Và chị ơi, nếu mà sang bên đấy mà mình có nhớ đến áo dài Việt Nam thì hãy giới thiệu với bạn bè bên đó về áo dài của mình nha. Nhất định. Đây là hàng chị Thái Tuấn. Đây là hàng của Thái Tuấn. Hàng này thì mặc đi lễ Tết rồi của em. Đây cũng mặc Tết luôn. Chị ơi, em thấy những cái vải này người ta thường may theo cái dạng cổ phục ngày xưa. Đúng rồi, bây giờ năm nay chị thấy là may theo dạng kiểu rộng rộng quá em. Dạ, là may những cái dòng hàng này. Cho nói chung chị thấy là đủ lứa tuổi từ 20 cho tới 50, 60 ví dụ như vậy nè. Vải này là vải gấm hả chị ha? Đúng rồi, cái này là vải gấm. Cái này là hàng vẽ tay ha. Đây, này màu cam nè. Cái này là hàng vẽ tay. Wow, nhìn sắc sảo quá. Nhìn đẹp quá. Những cái đường nét rất là mềm mại luôn. Dạ. Có hơi nhiều mẫu đẹp quá, mình không biết lấy mẫu nào luôn. Nhiều quá. Đẹp quá. Có lý do tại sao chị mê áo dài, chị mê những cái bộ như vậy. Rất là đẹp. Cái thiết kế nó đều rất là hay ha. Dạ quý vị ơi, chị An có chia sẻ nhỏ với Ngọc Linh là chị An rất là thích áo dài Việt Nam và đang sưu tầm những mẫu áo dài của Việt Nam. Thế nên là mỗi khi mà chị về nước á, thì chị sẽ đều ghé qua cửa hàng Thuận Hương để kiếm những mẫu mã mới nè, rồi may cho mình những bộ áo dài hợp thời và hợp phong cách và hợp độ tuổi của mình nữa. Nên là quý vị, nếu mà có yêu thích áo dài, có đam mê áo dài như chị An đây thì chúng ta vẫn cứ ghé cửa hàng và thử nhiều mẫu mã nha. Cảm ơn An rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Hương, cảm ơn Linh. Dạ. Dạ rồi, chị chọn mẫu này hả? Mình thử, mình số đo mình may luôn ở đây đúng không? Dạ, đúng rồi. Thường là giải ở đây nhưng mà chị sẽ có chị có giới thiệu cho chị cái chỗ may. Chị của chị may áo dài, đó là chị Tua, chuyên may và chuyên thiết kế áo dài. Dạ. Ví dụ đẹp ha, chị Tương may đẹp đúng không? May đẹp. May rất là đẹp. Dạ, thường thì nếu mà khách may gấp á, thì em có thể may trong ngày có. Còn nếu mà có thời gian thoải mái thì may được 2 tuần. 2 tuần là có. Dạ. Khách chỉ cần có số đo gửi về là em sẽ may được. Giá may thì giá trung bình với tùy loại vải. Giá trung bình là từ 600 cho tới 1 triệu 2. Thiết kế có thể lên tới 1,5 triệu. Vì nó nhiều mẫu mã. Nhiều chất liệu vải, mỗi chất liệu vải mỗi giá khác nhau. Thôi, cảm ơn chị Thượng đã...
đã giới thiệu cho em nhiều mẫu mã cho cái mùa xuân năm nay. Chị An của mình lựa được mẫu nào chưa ha? Rất là nhiều mẫu luôn, nhưng mà chị quá nhiều mẫu đẹp trong cái cái này An mặc Tết cũng đẹp rồi đó An. Đây, cái này em mặc Tết hay là em đi mấy hội nghị chị nghĩ cũng đẹp đúng không An? Wow, nhìn đẹp quá rồi, đúng rồi. Mẫu này đẹp quá chị ơi. Em đi dự sự kiện em mặc cái này mẫu này đẹp. Rất đẹp. Dạ. Chị em lấy mẫu này nha chị. Ok, cảm ơn em. Dạ. Cho em mẫu này. Em đi quần đồng ha An ha. Dạ. Rồi ok. Đây, rồi em có thấy thêm một cái mẫu này em cũng rất là thích. Có vẻ như là chị An rất chuộng màu đỏ phải không ạ? Màu đỏ đó mang lại may mắn, với lại mình sử dụng được trong cái nhiều trường hợp Tết hoặc là những cái tiệc. Wow. Hay là rất là truyền thống luôn nè chị. Đúng rồi, thì truyền thống. Quá đẹp. Màu đỏ này cũng bắt sáng cái mặt mình. Hay quá, rất là nhiều mẫu đẹp và chị chốt được rất là nhiều cái rồi. Lấy cho em này. Em có mặc cái dòng này không An? Có chị, em cũng thích những cái cổ điển như vậy nè chị. Em nghĩ là chị sẽ mặc được cái này. Em lấy túi. Em rút cái đó một phần một trai nữa là ok. Ồ, đợi thân nhớ nó đơn giản rồi. Dạ. Chị ơi, em thích cái mẫu này. Mẫu này đẹp quá. Có thể nói là chiếc vải rất là đẹp. Nhiều lúc mà chúng ta chỉ cần là mặc một chiếc vải sơ như vậy thôi và đeo một chiếc vòng ngọc lên nữa. Cái vải này là chúng ta sẽ mặc rộng rộng chút xíu, dạng cổ phục đó chị. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Đây là cúc trắng. Nói đẹp. Cúc trắng, mẫu đó cũng đẹp quá An, em có thích không An? Dạ, em cũng thích màu vàng lắm chị. Tại vì màu vàng á, có những màu tối và cũng có những màu sáng. Thì mình dùng những cái màu sáng thì cho những cái sự kiện nó khác. Tươi vui. Vui. Nhưng mà em lúc nào cũng thích những cái màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Những cái màu mà nó mang lại cái may mắn với lại nó thuận tiện cho mình hơn. Trời, vậy là nãy giờ chị chốt được bao nhiêu cái rồi? Rất nhiều luôn, rất nhiều. Mỗi lần về đây đều ghé là rất nhiều bộ áo dài đẹp. Chị coi mẫu nào chị cũng khen mẫu đó nha. Bây giờ đếm coi. Thích thuận hương là tại vì cái vải nó rất là đẹp, rồi chị tư vấn rất là nhiệt tình, rồi gần gũi, rồi chị giải cũng đẹp nữa, nhiều mẫu mã cho nên rất là thích, lần nào về cũng ghé. Ghé cũng ủng hộ cho chị. Trời, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ. Yeah, và quý vị ơi, có thể thấy rằng là cửa hàng áo dài Thuận Hương của chúng ta có rất là nhiều mẫu mã áo dài cao cấp và thời trang vô cùng. Và ai có niềm đam mê và yêu thích áo dài như là chị An đây thì chúng ta cũng có thể ghé cửa hàng Thuận Hương. Và số sạp là C2931 áo dài Thuận Hương. Số điện thoại là 0944333869. Nhân dịp năm mới áo dài Thuận Hương chúc mọi người là an khang, vui vẻ, hạnh phúc và phát tài, thịnh vượng. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.